Xin chào các bạn đến với kênh Quảng Long Live Cam. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cây Hitachi ở X60 đang làm việc tại cánh đồng là Thạnh Hóa Long An. Thì khu vực này mình đa số mình làm liếp khoai nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video ủng hộ mình nha.